Xin chào các cụ mợ, ngày hôm nay nhà cháu gửi đến các cụ mợ một món chay rất là ngon, lại dễ làm. Mà cái món này lại rất là đưa cơm, các cụ mợ biết không, mà dùng lại chính nguyên liệu là nấm. Một cái loại nấm đặc trưng là nấm đùi gà mà những người ăn chay ăn kiêng rất hay dùng. Và cái món ăn này nó cũng rất là phổ biến mà rất là ngon. Đó chính là món nấm đùi gà om với sả ớt. Để làm được một cái đĩa cho 4 người ăn thì nhà cháu cần 300g nấm đùi gà các cụ mợ nhé. Mua về sẽ các cụ mợ rửa sạch đi cho cháu để ráo như này này. Đấy. Và cháu cần có 2 cây sả để tí nữa làm sốt sả ớt để om ấy. Đấy. Và cháu cần có 1 đến 2 quả ớt sừng các cụ mợ nhé. Chỉ cần 1 quả thôi cho nó đẹp. Hoặc là các cụ mợ cho 2 quả cũng được. Cái miếng ớt sừng này nó cũng không cay đâu. Chúng ta băm nhỏ ra làm sốt cho nó đẹp. Đấy. Và cháu cần có 30g hành hoa. Nếu các cụ mợ không dùng hành hoa thì các cụ mợ có thể thay thế bằng hành boro cho cháu nhé. Tại vì là nhà cháu thì chay nhưng mà nhà cháu vẫn dùng hành hoa này thay cho boro. Và cái món ăn này thì không thể thiếu được bột ngô các cụ mợ. Các cụ mợ mà không có bột ngô thì các cụ mợ có thể thay thế được bột khoai tây hoặc là bột năng cũng được. Nhưng mà nhà cháu là bột ngô thì thấy nó ngon hơn. Đấy. Và chúng ta sẽ cần có một chút xì dầu. Chúng ta cần có một chút tương ớt ngọt các cụ mợ nhé. Tương ớt ngọt người ta đóng chai, người ta bán ở siêu thị thì các cụ mợ mua của loại của hãng nào cũng được. Đấy, cái tương ớt này. Và chúng ta sẽ cần có một chút muối tinh này, một chút hạt nêm từ nấm chay và một chút hạt tiêu. Thế thôi. Đấy, chúng ta sẽ cần như vậy. Chúng ta cần có một chút dầu rán nữa để tí nữa chúng ta chiên nấm, rán nấm ấy. Đấy, nguyên liệu nó gồm có như vậy. Và bây giờ các cụ mợ sẽ tiến hành cùng nhà cháu làm nhé các cụ mợ nhé. Đầu tiên là nấm đùi gà các cụ mợ nhé. Các cụ mợ mua về như nhà cháu nói đã sơ chế sạch, cắt bỏ bớt cái chân này đi này. Sau đó các cụ mợ cắt miếng vừa ăn nhé. Đây này, cắt miếng vừa ăn lát lát chéo cũng được. Đây, như thế này. Đấy, những cái lát chéo vừa ăn như này để tí chúng tẩm chúng ta rán cho nó đẹp. Đấy, rồi chúng ta sẽ cho vào bát luôn nhé các cụ mợ nhé. Cắt bỏ chân đi này. Rồi hành hoa các cụ mợ nhá. Cái phần là củ hành chúng ta sẽ thái nhỏ nó ra để tí nữa chúng ta sẽ phi với sả ớt. Còn cái phần củ trắng ấy, còn cái phần dọc hành tí nữa chúng ta thái nhỏ rắc lên trên nấm. Sả thì chúng ta sẽ lấy phần củ để băm nhỏ ra các cụ mợ nhá, 2 củ sả nhá các cụ mợ nhá. Rồi ớt sừng chúng ta sẽ băm nhỏ các cụ mợ nhé. Chúng ta sẽ cắt đôi xong là bỏ hạt ra băm nhỏ để cạnh góc cạnh sả ấy, để tí nữa chúng ta sẽ làm sốt sả ớt. Xong rồi chúng ta sẽ cho nấm vào om. Ôi các cụ mợ ơi, bây giờ cái chỗ nấm này nhá, nhà cháu sẽ cho vào đây khoảng độ 3 thìa canh bột ngô trước nhá. Xong để kiểm tra xem là nó như nào, 3 thìa canh, chỗ này phải rơi vào khoảng độ 50g đấy. Tại vì 3 thìa canh cho đong đầy. Đấy, chúng ta sẽ trộn bột ngô vào trong cái nấm này nhé các cụ mợ nhá. Trộn đều nó lên cho bột ngô nó bám đều vào trong nấm ấy. Đấy, chỉ cần 3 thìa canh thôi các cụ mợ nhé. Tương ứng khoảng độ 50g thôi. 50g bột ngô cho khoảng độ 300g nấm. Rồi các cụ mợ ơi, khi mà các cụ mợ đảo xong cái nấm này nhá, các cụ mợ trước khi mà đảo nấm các cụ mợ cũng đặt dầu đi cho nó nóng, cái là bây chúng ta đảo xong nấm cái là chúng ta sẽ cho vào rán luôn nhé các cụ mợ nhá. Đây, nhà cháu sẽ cho vào rán luôn nhá, dầu nóng là cho vào thả nấm và rán luôn đấy. Rồi các cụ mợ ơi, nấm vàng như này các cụ mợ cho ra luôn cho nhà cháu nhá. Đây này, cứ rán vàng được mấy mặt đây là cho ra luôn này. Đấy, xong là chúng ta dán đến hết. Dán vàng là tí nữa chúng ta om thì cái miếng nấm nó sẽ dai ngon lắm ạ.
Các cụ mợ ơi, đây nhá, nhà cháu đã rán vàng cái nấm như thế này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sốt xong om nó nhanh, xong bắt đầu cho ra đĩa để tí nữa thưởng thức luôn nhé các cụ mợ nhá. Đấy, các cụ mợ đặt nóng chảo cho cháu xong bắt đầu cho dầu ăn vào đây. Chúng ta sẽ cho 3 thìa canh dầu ăn vào đây. Rồi. Các cụ mợ sẽ phi cho cháu hết cái chỗ hành tỏi xả, hành xả với cả ớt đấy nhá các cụ mợ nhá. Láng chảo đi ạ. Xả này, ớt này, hành này. Các cụ mợ phi thơm lên cho cháu nhá. Không cần vàng, chỉ cần cho nó thơm lên thôi. Rồi. Tiếp đó là các cụ mợ cho cháu 50ml nước vào đây nhá. Rồi các cụ mợ sẽ nêm vào đấy cho cháu như này như sau. 2 thìa canh xì dầu nhá các cụ mợ nhá. Để cho nó cay cay lên tí nữa thì các cụ mợ cho cháu vào đây khoảng độ 3 thìa canh tương ớt nhá. Cái tương ớt còn lúc ấy nhà cháu nói với các cụ mợ ấy. Đây, chỗ này đúng 3 thìa đấy ạ. Xong chúng ta sẽ đếm vị, xong chúng ta sẽ nêm cho thêm một chút bột nêm với một chút hạt tiêu nữa. Các cụ mợ sẽ nêm vào đây cho cháu là một thìa cà phê hạt nêm từ nấm nhá. Cụ mợ nó ăn được hạt tiêu cho nửa thìa vào. Bắt đầu vừa rồi đấy. Đun một tí nữa cho nó khô khô lại sánh sánh lại một tí thì chúng ta sẽ cho nấm vào om nhanh. Xong rồi chúng ta sẽ múc ra đĩa luôn. Đấy. Khi mà sốt nó đã cạn một chút nhé, chúng ta sẽ cho nấm vào luôn nhé các cụ mợ nhé, để om nhá. Nấm rán ấy, đấy. Om mềm mềm lên một tí là lúc này nấm đã dai rồi, rất là ngon. Đấy, om mềm mềm lên một tí là xong. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ đây này, nước nó cạn cạn lên tí rồi, sánh sánh này rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra luôn nhé các cụ mợ nhá. Nhưng trước khi ra, cụ mợ cho cháu một chút hành hoa vào đây này. Xong tí nữa rắc một chút lên sau, đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp cho ra luôn. Cho nấm đùi gà ra đĩa luôn nhá. Ngon lắm các cụ mợ. Đây là một cái món mặn trong ăn chay đây. Rất ngon mà còn đủ chất nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cho rắc một chút hành hoa lên trên nhá. Đấy. Và một chút ớt sừng và rau mùi các cụ mợ nhá. Trang trí cho nó đẹp mắt. Vài cành rau mùi rồi. Đấy. Và thế là nhà cháu đã hoàn thành xong món nấm đùi gà om với xả ớt rồi. Vậy để các cụ mợ nắm được cái yêu cầu kỹ thuật của cái món ăn này thì nhà cháu sẽ ăn thử một miếng nấm các cụ mợ nhá. Chọn miếng bé bé nào, ăn thử nào, cho nó khỏi xấu đĩa nào. Đây. Nấm lại giòn giòn, dai dai lại hơi mềm mềm. Rất là thấm gia vị. Vị thì hơi mặn mặn, hơi tẹo tẹo, tí ngọt và cay cay, tê tê. Thơm đặc trưng của xả ớt.
Đấy là chính là một cái yêu cầu kỹ thuật của cái món nấm đùi gà om với xà ớt mà nhà cháu muốn gửi đến các cụ mợ ăn chay ăn kiêng như một món ăn mặn, một món ăn chính trong bữa cơm ăn chay của các cụ mợ, để thay đổi cái khẩu vị của các cụ mợ nữa. Món ăn này rất là ngon và cực kỳ đưa cơm, không chỉ người ăn chay ăn kiêng đâu mà người ăn mặn ăn món này cháu cảm bảo cháu cũng sẽ rất là thích đấy ạ. Nếu các cụ mợ thích clip này của nhà cháu thì các cụ mợ làm ơn cho nhà cháu một tim và chia sẻ cái kênh Cùng Cháu Vào Bếp cho nhiều người biết. Bên cạnh đó, nhà cháu có một cái sân chơi, đó là cái group Nhà Cháu Yêu Bếp. Các cụ mợ có thể làm ăn những cái món ăn này mà nhà cháu hướng dẫn đấy, chụp ảnh lại rồi gửi vào đó cho mọi người cùng xem và cùng thưởng thức. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.